Và Sơn, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một dòng máy đo huyết áp của Manulife, một trong những dòng máy khá là đơn giản ha. Đây là model A2 Lasix. Model A2 thì nó đã có trên thị trường nhiều năm nay rồi. Thì sau này là những dòng B, những dòng B thì mới ra thì nó công nghệ mới. Thì Hoàng Sơn cũng có chia sẻ những video về cách sử dụng và cách lựa chọn cho cả nhà mình rồi ha. Thì cái dòng này khá là đơn giản, là chỉ bấm nút nguồn đo và tắt, và có thêm bộ nhớ 30 lần, nhưng mà không có ngày giờ nhớ cả nhà ha. Thì nếu mà như cả nhà mình đã mua cái máy này rồi thì Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cách sử dụng, còn nếu mà như chưa mua thì cả nhà có thể tham khảo thêm các dòng B tương ứng, ví dụ giống như vòng B2 Easy, B2 Basic và những dòng cao cấp hơn ha. Hoặc là cả nhà mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để tư vấn thêm theo số điện thoại trên cái tiêu đề nha. Rồi, bây giờ cái máy này thì nó khá đơn giản. Ngoài chức năng đo huyết áp nè, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và đếm nhịp tim, thì chúng ta còn có thêm chức năng là kiểm tra tim đập loạn nhịp, tim đập không đều nữa nè. Rồi chúng ta sẽ có cảnh báo pin và cảnh báo cột báo mức huyết áp cao ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng khui máy nha. Thì đây là model A2 Lasix, thì giá của hãng, hàng chính hãng là 850.000, thì nó sẽ mắc hơn cái dòng đơn giản không có bộ nhớ là 50.000. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua hàng chính hãng nha, sẽ được bảo hành chính hãng là 5 năm về máy và 2 năm về vòng quấn. Nếu mà lỗi mà do nhà sản xuất thì trong 5 năm đó chúng ta sẽ được đổi máy mới luôn nha. Đó, nên cả nhà nhớ chú ý mua hàng chính hãng nha. Thì bên trong hộp á, chúng ta sẽ có phiếu bảo hành và hướng dẫn bằng tiếng Việt, và có cả một cái sổ tay về y tế luôn. Mà một cái máy khá là gọn đẹp ha. Và một vòng quấn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ còn có 4 viên pin. Đó, 4 viên pin 2A. Rồi, bây giờ mình xem bên trong máy có cái gì. Đó, cả nhà thấy rất là gọn đẹp ha. Một nút đo và tắt một nút này. Không tắt 30 giây tự tắt và bấm bộ nhớ. Thì sau khi bộ nhớ này nhớ 30 lần, lần xa nhất là thứ 31 sẽ bị tự xóa đi cả nhà ha. Rồi, một bên là chúng ta sẽ cắm vòng quấn, vòng quấn hơi vào. Bên còn lại là chúng ta sẽ cắm vào cái cục biến điện. Nếu mà như chúng ta mua cục biến điện xài thay pin, nó cũng gần 200.000 đó, thì mình có thể cắm xài. Nhưng mà Hoàng Sơn nghĩ chúng ta có thể xài pin là được rồi, tại một bộ pin này xài cũng được khá là lâu. Nên là mình thay pin thì mình có thể xài pin, mình có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào cũng có thể thoải mái dễ dàng đo ha. Rồi, đây là 4 viên pin 2A. Thường thì theo máy là pin khá là tốt, còn nếu mà sau này mà hết pin á, mình mua pin tốt tốt nha, thì sẽ không bị chảy pin hư máy. Còn nếu mà lỡ mà chúng ta không tìm được pin tốt á, mình mua pin thường, thì mình thường xuyên kiểm tra máy. Còn nếu mà như mà mình ít có xài á, thì pin thường thì mình nên lấy ra luôn. Còn những pin tốt thì nó là pin khô nên là rất là khó chảy pin, và thường là không có chảy pin cả nhà ha. Rồi, cả nhà thấy trên đồng hồ hiển thị nè, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp đếm nhịp tim. Nếu mà có tim đập loạn nhịp thì nó sẽ cảnh báo ở chỗ này đó. Còn nếu mà hết pin hoặc pin yếu hiển thị ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mở máy ra nha. Rồi, bây giờ Hoàng Sơn cùng cả nhà mình thử đo ha. Trước khi đo thì mình ngồi nghỉ 50 phút nha. Giả sử mình đang làm việc hay ở ngoài vào thì mình ngồi nghỉ để cho huyết áp mình nó bình thường, thoải mái, để đo thì ra kết quả chính xác hơn. Rồi, chúng ta sẽ cắm vào đây ha. Rồi, mình khi đo thì mình ngồi im, không nói chuyện. Mình ngồi tư thế thoải mái giống như ngồi ở một cái bàn làm việc hoặc là bàn ăn vậy đó. Mình đeo bên trái ha, gần tim, độ chính xác sẽ cao hơn nè. Cọng dây nằm giữa tay nha. Cả nhà nhớ ha, cọng dây nằm giữa tay. Và vòng quấn cách 1-2cm chỗ này, mình có thể co duỗi được nè. Rồi, mình kéo thẳng qua bên kia. Cũng không cần siết chặt mạnh lắm đâu, vừa thôi, mình vẫn vừa thích. Đó, mình quấn quanh vòng tròn cái là xong. Rồi, khi đo thì không nói chuyện, cả nhà mình có thể nhìn trên màn hình để xem cái máy nó hoạt động như thế nào. Nó tầm khoảng 1 phút là ra kết quả ha. Bây giờ mình sẽ đo bấm nút này. Rồi, máy bắt đầu kêu vào hoạt động. Thank you.
Rồi cả nhà thấy khá là nhanh ha. Rồi mình sẽ tháo dùng vấn ra. À, cả nhà thấy cái cột báo mức huyết áp nè, nó từ dưới đi lên, nếu mà cao thì nó sẽ hiển thị cái cột càng cao. Rồi đây là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Nếu mà nó không có hiển thị cái tim đập loạn nhịp lên là tốt ha. Tim đập loạn nhịp là gì? Ví dụ nhịp tim mình là khoảng 80 nhịp đập trên phút là bình thường, nhưng mà trong 80 lần đập này có lúc nó đập nhanh lên, lại có lúc nó bỏ nhịp đó, làm tim đập không đều. Nhưng mà nếu mà đo mà thường xuyên mà nó báo cái đó thì mình có thể đi khám sức khỏe và hỏi thêm ý kiến của bác sĩ nha. Đó. Còn thỉnh thoảng lâu lâu mình đo thì nó bị thì không sao, nhưng mà nếu mà thường xuyên bị thì cả nhà phải chú ý cái đó. Rồi bây giờ giả sử mình bấm lại bộ nhớ nha, xem lại bộ nhớ. Rồi đó, mình bấm vào bộ nhớ thì nó sẽ lấy kết quả trung bình đo trước đó, sau đó mình bấm một cái nữa thì nó sẽ hiện số 1 tức là lần gần nhất, số 2 là lần xa hơn, số 3 là lần xa hơn, và lần thứ 31 là nó sẽ tự mất đi ha. Đó thì mình do mới có được một lần nên nó sẽ dòng lại đây. Rồi đây là dòng đơn giản, cả nhà thấy giá nó là 850.000, hàng chính hãng nha. Đó, nên là Hoàng Sơn luôn lúc nào cũng nhắc cả nhà nhớ mua hàng chính hãng để không bị tránh hàng giả hàng nhái, hoặc là được bảo hành tốt về cái bảo hành và sau này được kiểm định máy ha. Rồi ngoài ra Hoàng Sơn có rất là nhiều video về cái cách lựa chọn thiết bị y tế như thế này và các dòng máy này, thì Hoàng Sơn có từng video riêng về cách sử dụng. Nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc á, gọi điện trực tiếp vô sức khỏe 60 giây hoặc số điện thoại mà Hoàng Sơn để ở trên tiêu đề nha. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.